Đây em tối hôm nay tối thứ bảy em lên cho các bác mã số 28 nhé. Bác nào thích cái dòng bộ đại âm thổ hay á thì các bạn quan tâm đến cái dòng bón này. Mùa này thì em lên bón cái tầm nó phải cứng cứng một chút. Thì nếu mà bón nó nụ quá thì bón nó lạnh nó không ổn lắm. Đây là bác nào làm giống nhá. Zin đôi. Đấy. Nhưng tối hôm nay thì em cũng là bù cho hôm qua là không live stream mà cũng không có video. Nên em lên sóng để cho nó vui. Nhà nuôi được không quan trọng. Đấy. Thì em để cho các bác nào mà thực sự là muốn có được những cái đôi giống tốt và với cái giá khuyến mại như hôm nay thì em để cái mã này là mã 28 là 500k nhé. Anh em yên tâm là dòng này dòng bộ đại. Dòng bộ đại luôn. Bộ đại một đôi zin luôn. Đó, một đôi zin luôn, đúng tầm món luôn. Đấy, đúng tầm món luôn, chim khỏe mạnh. Đấy. 500k nha anh em nhé. Mã số 28.